Đây là lần đầu tiên từ bé tới bây giờ, từ khi đẻ ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Khoa xuống tóc và cạo, mà không phải là cạo thường mà lấy lưỡi lam, dao lam cạo trắng luôn, hết cái đầu trắng xóa luôn. Thì sự hy sinh thì đúng là hy sinh mái tóc rồi, làm nghệ thuật là phải hy sinh mà. Nhưng mà cái cảm giác mà nó khi mà mình mới cạo đầu thì nó rất là khó chịu, nó không có quen. Bình thường thì mình đã quen trên đầu có tóc rồi, nhưng giờ trên đầu không có tóc thì nó cũng hơi lạ. Phải bị một cái như này này, kiểu lúc bình thường thì rất là bình thường, nhưng mà đến lúc mà vào diễn vào thì lại thành kiểu không làm được như bình thường ấy. Nên nhiều khi kiểu phải quay lại cũng khá là nhiều lần. Hai anh em rất hợp trong cái vai này, rất ít thôi nhưng mà rất là hiểu ý với nhau. Rất là đáng yêu nha. Quý vị sẽ đón xem cặp song hùng kỳ hiệp. À với lại cả nước biết là Phương Thanh bị ế. Trai mới bị ế, không có chồng là chồng bỏ lần đầu tiên trong phim. Đó. Đổi chu kỳ sao tự nhiên bị anh beo. Cua mà không chịu nữa, chảnh á, chanh thiệt luôn. Đó là biệt hiệu, đúng là trong phim 30 chưa phải tên, đúng là chanh, chảnh. Đây là lần đầu tiên mình tham gia phim như này. Bốc bắt họ, bốc bắt họ đi. Lần này mình tham gia thì mình vào một cái vai rất là ngầu đét. Nó không giống mình ở ngoài lắm, nhưng mà cũng lột tả được một phần nào đó. Anh em là bốc bắt họ đi. Trong cái phim này, Phi Phụng ít nói lắm, chỉ nói có một câu slogan thôi. Nhưng mà câu đó là câu gì? Mọi người ra rạp coi biết nhé. Cảm giác lần đầu tiên lên phim đóng với mấy anh em lên điện ảnh, nói chung là cảm giác nó như điện giật vậy á. Hai nha. Hai. Một câu chuyện cực kỳ đáng xem. Người ta chửi mình vỗ tay. Khoan miếng anh, điện ảnh người ta chửi mình vứt. Nói mình mấy thằng bị điện giật. Không, em bỏ cái tiếng vỗ tay đó. Rồi. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Đấy, hát một câu đấy thôi, nhưng mà trong bộ phim đấy là nó sẽ là một phiên bản thảm họa nhất từ trước đến giờ trong bộ phim 30 chưa phải đấy. Mọi người à, bây giờ nhìn Khoa là thấy thấy lạ rồi và thấy độc rồi. Đây sẽ là một vai diễn mà từ trước tới giờ Khoa chưa bao giờ trải qua một vai diễn như thế này. Một vai diễn chắc là sẽ rất là ấn tượng. Vì vậy là mọi người còn chờ đợi gì nữa mà không ra ngay rạp để ủng hộ bộ phim 30 chưa phải Tết. Bạn bè không muốn kể nhiều vì bộ phim rất dài và rất hấp dẫn và gây cấn. Nếu quý vị muốn biết bộ phim 30 chưa phải Tết thì quý vị hãy cổ vũ cho nhiều người cùng đón xem. Tân Mèo xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy đón xem 30 chưa phải Tết. Thì mong quý vị sẽ ủng hộ cái bộ phim 30 chưa phải Tết. Đạo diễn là Quang Huy sẽ ra rạp vào ngày 1 Tết. Mong quý vị ủng hộ và đón chờ nhiều của nhiều nhân vật. Trong đó có sự xuất hiện của Huỳnh Xem, đó chính là người em ruột mất tích của Mạc Nhân Khoa trong phim này. Khám xa mê tạm. Tao có cách rồi Tư ơi. 你主了爱的